Ly nè, con xịn đó ha. Có cân không? Thấy bạn là huyết ướt thơm không? Thơm quá. 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 Không có lát lấy này ra nước màu nè. Tại này đổ nước dừa vô hả? Bắt đầu đổ dừa vô, bắt đầu kho lại nè. Nước kho nè, bắt đầu kho tàu. Con dầu bỏ tính vô. Rồi lấy tay vàng tay ngọc đâu? Ấp giò của thịt bò kho tàu thay thế heo. Chào các bạn, hôm nay gác bếp miền Tây sẽ làm cái món hơi lạ nha, bắp bò kho rượu trứng với lại ăn với gỏi. Gỏi này gỏi lạ luôn hay gì? Gỏi lạ hả? Gỏi bình thường. Tưởng gỏi lạ nữa chứ. Rồi, giờ mình sẽ thực hiện ha. Ngồi lấy món này. Bắp bắp bò. Cái sắt cũng được, để nguyên cái nước nấu luôn. Tôi muốn ăn dễ không? Hồi tôi sắp thì chờ lại má. Chờ lại má cho mấy dễ. Đó, heo giờ dịch quá rồi luôn, giờ chuyển qua nha các bạn. Bò hôm nay cũng rẻ bằng thịt heo không má? Không mắc hơn chút. 150 kg. Heo nay nhiêu á? Heo nay 100 ngàn kg, năm tết 120 ngàn. Hôm nay trong cái thịt 4 con lửa. Mà heo nay nó dịch quá rồi, dịch mà. Dịch nay tới dịch tả. Ở dưới đó trong chuột quá ha. Bắp nó mà nó cứ gặp nào cũng con chuột hết trơn á, thấy là giống chuột, nó giống chuột à. Cái của con heo kia bằng chuột này, con bò kia bằng bắp. Của con trâu kêu bằng cái gì? Trâu kêu trà bắp luôn. Chứ bà kêu cốc lết hả? À, cốc lết là cốc lết riêng nữa mà. Cứ vậy không. Rồi, đã đâu biết, bây giờ chuẩn bị niêm. Ướp gia vị. 1 kg bắp bò này nè, ướp là 1 muỗng 2 muỗng bột này. Kho thì phải thêm 3 muỗng, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Muối. Muối. Đường 1 muỗng hả má? Đường. Kho mà. Rồi, 1 muỗng đường, 2 muỗng đường đi. Rồi, xong. Kho như là mình kho như là thịt heo kho tàu nha mi. Các bạn chứ nếu không có gì á. Rồi xong thải vô. Rồi cứ thải vô đi. Ướp cái này khoảng nửa tiếng rồi kho như là kho thịt heo kho tàu á. Một bò này chỉ có 150 ngàn ký à. 200 ngàn không ăn phải không? 200 ngàn hả? Tiền chỉ là giấy thôi mà. Sao là giấy? Cũng giấy nhưng mà giấy bạc nha. Ừ. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều á, làm gì để cất nhà là villa à? Cái câu mà hôm nay tiền nhiều để làm gì là biết bao nhiêu người hỏi rồi đó. Gà má tiền nhiều để làm gì? Bệnh mà không có tiền chứ, sườn vô bệnh viện ở đâu có chở luôn, không chịu. Này nó teo bằng thịt heo không á? Không, không thấy bò con không? Ủa, chắc đi nè, con xịn đó ha. Có cân không? Số này nhắm là hay rồi, khỏi coi. Cân trong bụng á. Con mốt á, quý khi nghiên cứu kêu cái máy quay phim mà ướp vào ba mùi thơm mực nồng, tỏ ra. Người ta coi xong cái máy ta cháy luôn. Thì nó thơm ra tới ngoài là nó cháy, xịt khói là nó cháy rồi. Vậy, vậy là các bạn cỡ nửa tiếng nữa là các bạn sẽ kho nha, nó như kho tàu vậy. Rồi mình ướp xong rồi giờ chuyển qua tới siêu đầu bếp. Tú sẽ làm gỏi, đang ăn với thịt bò.
đó siêu đồ bếp, bắt bếp không à, na đợi bếp, bắt bếp trái hôm nay nữa. Ừ, trái hôm nay lọ món trò trống quá. Không có kêu siêu đồ bếp vô. Nước gỏi nha các bạn. Gỏi gầm, bắp chuối. Càng cua. Càng cua với lại kèo nèo. Kèo nèo hay hậu sản? Nói chung là kèo nèo. À, làm cái đó đang dung đó nghe, không có nhót nghe chưa. Tôi nấu rồi đó, không có nhót à. Nhót bất nền đó quý. Kể vô gì vậy ta? Người ta tính không có nhót, tại quý nói nó mới nhót. Ừ, vậy hả? Mình trộn với kiểu Tết mình làm nè nha các bạn. Mình ăn tới nay lắm đó đà. Thơm. Thơm mùi kiểu. Đúng rồi. Lan tỏa khắp vùng. Thơm chưa? Khoai nước mũi chưa? Thơm quá. Dùng tay luôn nha. Tay mình rửa với lai vôi rồi đó. Rửa ô mô. Tay chứ đâu phải đồ đâu. Rửa ô mô ma tít. Nhúc nhích cho nó chạy. Đừng có sạp nha. À ừ. Hà tiện kiểu quá à. Thơm nước mũi rồi. Cái này không có sạp ha. Ừ, Nguyên Thảo Dung gì mà không sạp. Xuống còn lưng lửng nè. Đại quý. Đâu, nếm thử coi vừa ăn chưa siêu bếp. Miếng rau. Miếng kẹo. Nghỉ đi. Vậy đó, gia đình hạnh phúc lắm đó. Ơi. Chép không ơi? Không cần. Ngồi tôi cũng ăn được nè. Rồi, ngon lắm rồi. Để đây mình để thịt kho chín rồi mình cơm nha các bạn. Xử nó. Chế cho miếng với cười vô. Má thắng cái gì? Không có thắng. To mà. Vậy má bỏ nước dừa vô tước làm gì vậy? Chi vậy? Để kho nè. Thử cái này, lấy cái này kho sợ kho thành nước màu luôn. Nước màu vậy đó. Nhưng mà mình kho này là kho bằng thịt bò thì chứ không để cho nó săn lại hả má? Không, để về. Tại vì mình đã ướp rồi. Thường nhỏ nhỏ rồi giờ. Bò này thịt xanh. Không, miếng thịt nó gỡ ra nè. Vậy làm để cho nó vàng luôn hả má? Ờ, sạch luôn hả? Ở sạch thành nước màu luôn nè. Đây chưa thành màu mà. Chưa thấy gì. Vậy bắt lửa lên cho nó cháy nguồn nguồn luôn đi. Vậy. Sao ạ? Cái này quá, ngon. Này được rồi quý ơi. Ngon ghê không? Thịt vậy nó nở ra rồi đó. Dạ. Tính này đi để rồi, tôi đưa quý nè. Tự quý bóc rồi nha, tôi không có đưa quý rồi nha. Quý thấy thứ này nó bị bể rồi nè. Mới cầm lên á. Mới cầm lên là thấy phát hiện rồi. Xuất hiện rồi sư già. Đó, thấy chưa. Má một dịch này một dịch mới quá. Má sao mua vậy? Để mua, để coi bán một dịch cũ tôi mới mua, dịch mới tôi không mua nha. Ờ, vậy nào biết được. Học dịch cũ á, nó dễ lọt hơn. Nãy nó không bấm muối nhiều. Nhưng mà dịch mới ăn nó ngon hơn, hiểu không? Cũ nó ngon. Mới. Không cũ nó ngon, cũ mới. Thôi mà ăn mới mới ngon. Thì hơi đập ra đại. Thì sao cũng ăn mới mới ngon. Thiệt không? Thiệt, có tét rồi mới hấp ra ngon không? Ngon. Thiệt là ngon ăn đi. Nó ngon là ngon, nó nấu. Trời ơi, mới ăn được, cũng ăn à. Thôi đi ông ơi. Nấu đi. Lạc xưởng mới làm ra ăn được không? Không. Thì đó sao mới ăn ngon. Quá nhưng mà cái này nó mới đẻ ăn ngon. Mới cái nha. Vậy sao nãy giờ không nói câu đó đi. Mới nói cái gì mới là phải ngon.
Nè ăn tú luôn đi. Ăn được ăn rồi. Đâu để lại lòng được. Đúng không? Thơm quá má. Dạ thơm. Ồ ồ lại dụng lọt bể đặng ăn dụng chứ không gì ta ăn gì mới ngon à. Thường thường thấy tối nấu đồ ăn mình ăn dụng ngon hơn lên bà lên bàn nó hơi ngon còn ăn dụng vậy giống như đi đám vậy cũng vậy á chứ bà nấu à bà ăn chứ ngon nhưng mà nó ngon họ ăn dụng như vậy nó ngon con khoái với đám dỗ với ngoại thời nhỏ á. Ồ đám xong ăn nước đến ké một quán xuống sau ngồi chia nha em. Ồ chỗ này đẹp nè giờ bớt à giờ tụi nó không đi cái hồi đó ông ngoại là kêu là đã rồi xuống ở sau á cái lư quan ở sau á cái bộ vé ồ ngồi em lớp luôn từ nhỏ nó cũng đòi lên bàn trước nó ngồi nó chịu ngồi sao vui lắm nhỏ làm sao vui hồi nhỏ là ông ngoại là kêu ngồi sau không á biết sao sao đầu chia đem đồ ăn lên chưa kịp xong là quý rồi đó ha mình ở chợ xuống hồi nào cũng chậm chạp hơn người ta thôi rồi chuẩn bị vô múc ăn là mình mới múc cơm với cà ri này kia là quay qua múc tiêu đồ ăn lên hả. Thôi rồi, thôi bác khé rồi. Bác khé rồi, nó khét chứ không khét chưa má. Không có khét, lấy này ra nước màu nè. Tại đây. Đổ nước dừa vô hả? Bắt đầu đổ nước dừa vô, bắt đầu kho lại nè. Cái kho nè, bắt đầu kho tàu nè. Đó. Là có màu nó ngon là vậy hả? Ờ. Con dâu bỏ trứng vô luôn con dâu. Đây, con dâu bỏ trứng vô. Rồi lấy tay vàng tay ngọc đâu? Không, để má đổ nước vô là nó ngọc nè. Nó nổi nước chườn giờ đổ nước lạnh thêm. Nước lạnh thêm làm cho có nước. Hỏi bằng tay vào, bằng tay ngọc nó ra. Lấy đũa được rồi phải không? Đũa được rồi, nóng. Này cho họ bọt nó lên mù mịt luôn. Ờ đó. Này cho nước thêm đó má ơi. Cái máy gì không đủ hồng giấc bọt không chứ. Được không má? Sư đưa bếp ơi. Thử sư đưa bếp. Thử rồi đó, má thử rồi. Bỏ họng nhai kìa. Cái má review. Mềm. Mềm. Nóng quá. Ngon. Là ngon thiệt á. Hàng chi. Rồi chuyển qua ăn bò kho tàu chứ khỏi ăn xeo kho tàu nha. Ờ đúng rồi á. Nhưng mà ai phong bò rồi sao? Suy nghĩ lại ạ. Ngon. Như má thì sao mang thịt bò được nè. Ít bò kho của mình là bây giờ đã chín rồi nha. Ủa bò kho hả? Ý quên là bắp giò kho tàu. Bắp bò, bò kho tàu. Ờ đây, bắp giò của thịt bò kho tàu. Này thế sao? Trời ơi, ngon quá xá quà xà. Thôi giờ ăn cơm là vừa rồi.
Rồi, mời cả nhà dùng cơm nha. Ngon quá ta ơi. Quá xá ngon luôn. Cái nào cũng ngon hết. Ngon thiệt á. Nữa ngon thiệt nữa. Thiệt mà. Không lẽ nó dắt má không ngon. Ngon, dùng dân từ cũng để giờ ngon đậm đà. Má hỏi là ngon mà ngon tới bến luôn. Khó cửa. Mày qua mấy bữa. Ngon hả? Má ngon rồi, má ăn. Món ăn, các bạn mà nấu món bắp bò kho với bò kho thử rồi thích mỗi cái có vẻ ngon, nhưng mà cái này nó ngon hơn thịt heo kho tàu á. Vậy là muốn không heo kho tàu nên là bò kho tàu. Phải không? Bắp bò kho tàu. Đổi món luôn. Thiệt đó. Con thiệt á. Cà chua. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau nha. Bye bye.